Xá lợi tử bạch, tánh của nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh, Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tại sao tánh của nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy vì tự tướng là không, nên tánh của nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt giáo thanh tịnh xá lợi tử bạch tại sao tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra vô tri tức là thanh tịnh phật dạy vì tự tướng là không nên tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra vô tri tức là thanh tịnh xá lợi tử bạch tánh của tỉ giới vô tri tức là thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh xá lợi tử bạch tại sao tánh của tỉ giới vô tri tức là thanh tịnh Phật dạy vì tự tướng là không, nên tánh của tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra vô tri tức là thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh xá lợi tử bạch tại sao tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra vô tri tức là thanh tịnh phật dạy vì tự tướng là không nên tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra vô tri tức là thanh tịnh xá lợi tử bạch tánh của thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tại sao tánh của thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Xá lợi tử bạch. Tại sao tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không nên tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra vô tri tức là thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tánh của thân giới vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt giáo thanh tịnh, xá lợi tử bạch, tại sao tánh của thân giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy vì tự tướng là không, nên tánh của thân giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tại sao tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra vô tri tức là thanh tịnh phật dạy vì tự tướng là không nên tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra vô tri tức là thanh tịnh xá lợi tử bạch tánh của ý giới vô tri tức là thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh xá lợi tử bạch tại sao tánh của ý giới vô tri tức là thanh tịnh phật dạy vì tự tướng là không nên tánh của ý giới vô tri tức là thanh tịnh xá lợi tử bạch tánh của pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh xá lợi tử bạch tại sao tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh phật dạy vì tự tướng là không, nên tánh của Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra vô tri, tức là thanh tịnh.